Ê, tôi nhiều chuyện này nè, mấy bà có coi cái vụ mà cô Hằng á, cô nói về hoàng thượng hoàng hậu ở trong trại mọi người, mới đầu tôi coi nha, cái tôi cũng run mấy má, thiệt run thiệt nha, tại vì kiểu như là trước giờ cô đã phải chịu khổ ở trong 1-2 năm rồi, cũng tội nghiệp bà đúng không, bây giờ bà đang ra ngoài bà tung tăng người kia, bà chơi thấy bà dễ thương người kia ha, mà bây giờ bà lên bà nói như vậy mình sợ có vấn đề gì xảy ra với cổ. Thì lúc đó bạn của tôi nó nói gì là mày lo quá à. Trời ơi, cô Hằng chú Dũng á hả, đầu bà nhảy số dữ lắm, bà đã ở trong một thời gian rồi, bà ở 2 năm rồi, bà biết cái gì bà cần làm và không cần làm, nên làm và không nên làm, tại vì ngày xưa kiểu như thiếu kinh nghiệm thôi. Còn bây giờ đó là kiểu như cổ lên, cổ đã công khai nói tên như vậy mọi người á, để cho thanh tra trại người ta vào đó mọi người, đó để cho thanh tra người ta vào đó mọi người. Còn nếu như á nha mà nói gì cô ha, hoặc là thưa kiện gì cô sẵn sàng là có bằng chứng, tôi tin chắc là cô có nhân chứng vật chứng đàng hoàng thì cô mới lên cô nói như vậy mọi người. Mà bây giờ mọi người thấy không, cổ nói chuyện khéo không, khéo đúng không, lời lẽ nghe có vẻ rất đanh thép nhưng lại rất kềm chế hơn ngày xưa rất là nhiều, không có bẹt thỉ ngửa ra như ngày xưa kiểu như cổ cũng nói lấp lửng mấp mé rồi này kia các kiểu thôi, nhưng mà đủ để cho chúng ta hiểu. Tại vì sao mọi người biết không, tại vì mỗi người có một cái sứ mệnh riêng ở trong cuộc đời này. Bây giờ ai cũng mong muốn là cô Hằng ăn ở không kinh doanh rồi này kia đó, vui vẻ gia đình này kia thoải mái đúng không, nhưng mà mỗi người có một cái sứ mệnh khác nhau. Ở đây mình không có cổ súy để mà đưa cô vô cái cảnh khổ mọi người, nhưng mà mình có lòng tin ở cô, mình có lòng tin ở cô, những cái điều mà cô nói, những cái điều mà cô làm mọi người. Hiện tại là cô vẫn theo lý tưởng của cô, là cô vì xã hội này, vì những cái điều tốt đẹp đó. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, mình thấy cái cách cô nói chuyện ở trong lần này á, là cái sự kềm chế của cô rất là nhiều, câu chữ rất là kiểm soát mọi người, không có ai có thể bắt bẻ gì được đâu. Ví dụ như bắt bẻ cái kiểu gì hả, bà tung bằng chứng ra, tung nhân chứng ra là bẹt thỉ ngửa với bà tới đó. Cho nên gì thì gì đi chăng nữa, chúng ta là những người chúng ta không cổ xí, nhưng mà chúng ta phải hiểu ý nghĩa cuộc sống, chúng ta phải hiểu những cái hành động mà cô làm. Tại vì nói thật với mọi người nha, ở trong xã hội này ai cũng chọn cái sự im lặng, vậy á, thì từ từ nó sẽ đi tới đâu đúng không. Còn á, là mọi người biết á, ở trong những cái trại giam á, thì đồng ý là gì, là phạm nhân người ta phạm tội, nhưng mà người ta phạm tội người ta vào trong đó để người ta thực thi pháp luật mà đúng không mọi người. Đó rồi đến khi người ta ra người ta vẫn là một cái người bình thường đó. Còn á hả, cái việc mà người ta vào đó phải làm luật làm này làm kia, mọi người khổ ai, khổ gia đình người ta chứ ai, rồi làm giàu cho những cái đó, nó nói đơn giản vậy thôi. Cho nên gì thì gì đi chăng nữa, chúng ta là lắng nghe những cái câu chuyện của cô, không cổ súy, không xúi vào, không xúi ra, nhưng mà chúng ta phải tin vào những cái gì cô làm. Cô á, thật sự á, đầu óc của cô Hằng với chú Dũng á, không đơn giản như mình nghĩ đâu mọi người ơi. Như mọi người thấy cái việc á hả, mà từ cái việc mà làm một cái buổi meeting, tôi gọi là một cái buổi upfront gì đi, thì nó lên nó nói này nó kia, thì cô rút. Là mới đầu là tôi tưởng là rút luôn rồi mọi người, ai dè nha, bây giờ hả cô Hằng với chú Dũng đi tham quan trong Đại Nam, gặp người dân đúng không mọi người, gặp khách hàng, giống như là bây giờ nha là khu du lịch của tao, nhà tao đi chơi vòng vòng trong đây, rồi bây giờ á tôi gặp bà, tao gặp bạn bè tao đó, gặp nó hả khách hàng của tao, thì người ta, cô không sử dụng mạng xã hội đúng không, thì người ta đưa cô lên cho mạng xã hội là cái chuyện rất rất là bình thường đó. Thì á thật ra là cô Hằng chưa bao giờ có suy nghĩ là xa người dân mọi người. Mọi người có công nhận không, trời ơi coi cái clip hả mà chị kia chị ẵm con của chị lại xin sự giúp đỡ của cô mọi người, rồi con cũng rớt nước mắt vậy đó mọi người đó. Cho nên gì thì gì đi chăng nữa, chúng ta không xúi bẩy, nhưng mà chúng ta phải tin vào những cái gì cô Hằng làm đúng không mọi người.